Một trong những vấn đề đáng lo ngại của môi trường kinh doanh là tính năng động, tiên phong của đội ngũ lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố đang chững lại. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm. Có 51,5% doanh nghiệp cho biết các sở ngành không thực hiện đúng chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố. Trong tiếp cận đất đai thì các trở ngại gia tăng, đòi hỏi những nỗ lực cải cách quyết liệt hơn trong thời gian tới. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chờ giải quyết thủ tục hành chính đất đai lâu hơn quy định là 64%. Doanh nghiệp gặp cán bộ tiếp nhận hồ sơ không hướng dẫn chi tiết đầy đủ 46%. Gặp quy trình thủ tục giải quyết không đúng với nội dung được niêm yết, văn bản quy định 46%. Đặc biệt có 73% doanh nghiệp cho biết họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh năm 2023 do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính đất đai, cao hơn 30,1% so với năm 2022.